ấm. Rồi vừa rồi đó, cuối tuần đó, là chúng tôi lại đến ăn ở một cái nhà hàng, thưa quý vị, Paradise Seafood. Paradise Seafood ngay góc đường Newland và đường Westminster. Thì ở đây đó, cuối tuần họ buổi tối bây giờ họ cũng có những cái chương trình văn nghệ, tất nhiên là vẫn ngồi giữ khoảng cách này kia, nhưng mà ở đây buổi sáng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều nổi tiếng là điểm sắm. Vừa rồi ăn điểm sắm mê quá, công nhận lâu quá mà nó ăn điểm sắm rất là ngon thưa quý vị. Chân gà cũng ngon, fan mê nhất là cái món mà lòng bò huyết heo. Ăn nó hơi có cái mùi chút xíu nhưng mà mình thích. Rồi bánh cuốn tôm nè. Đặc biệt cái món này quý vị đừng bỏ qua nha, nhưng mà mới vô kêu liền, đi sớm nha, đi chạy không có. Sushi chiên, trời ngon tuyệt vời, nhớ cái vị sushi chiên, vô là kêu liền nha, để không thôi người khác kêu là không còn, người ta làm không có hết, làm bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu luôn, rồi bán hết sớm, thành thử ra là quý vị nhớ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều ăn thử đi rồi biết, ngồi ngoài ngồi trong gì đều được hết á. Ngồi trong thì ít hơn mà ngồi ngoài thì rất là mát, ngay góc Newland và Westminster quý vị, nhà hàng Paradise Seafood Restaurant chuyên về điểm sắp.